khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Săn cấp quốc gia năm 2023. Tối 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai hội, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Săn năm 2023. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc, chứa nhiều nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cho biết vùng đất Châu Đốc với hơn 260 năm lịch sử đã ngày càng phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Săn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2014. Hàng năm, thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, cúng viếng. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Săn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Châu Đốc, chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh, ông Tuấn nói. Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, khẳng định sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào dịp tỉnh An Giang chuẩn bị kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc hấp dẫn bởi tài nguyên du lịch phong phú, nổi bật với địa hình núi đá nổi giữa vùng đồng bằng Trù Phú. Liên kề hệ thống kênh rạch tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo, các giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền khu danh thắng núi Sam với quần thể di tích được xếp hạng cấp quốc gia như Miếu Bà Chúa Xứ, Lâm Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Phước Điền hay còn gọi là Chùa Hang. Đặc biệt là giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam có sức hút mạnh mẽ đối với hàng triệu người dân, du khách cả trong và ngoài nước. Hiện nay, lễ hội Vía Bà đang được xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước. Ông Phước nói. Các trạm thu phí đã dừng hoạt động để du khách được tham gia miễn phí trong thời gian diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đến 0 giờ ngày 14 tháng 6. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng người từ khắp nơi trong cả nước đã bắt đầu đổ về tham quan cúng viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam trước giờ khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cấp quốc gia năm 2023. Do xả trạm thu phí nên tình trạng buôn bán hàng rong đã tái diễn, lấn chiếm lòng lề đường tại một số tuyến đường chính vào quần thể khu du lịch quốc gia núi Sam. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Thành Cư, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam cho biết, từ 0 giờ ngày 8 tháng 6 đã bắt đầu miễn phí cho khách vào tham quan đến 0 giờ ngày 14 tháng 6. Đơn vị đã xả hết 3 trạm thu phí khách tham quan để bà con đi lại tham quan cúng viếng bà. Tối nay ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cấp quốc gia năm 2023, gắn với tổ chức các sự kiện như lễ kỷ niệm 323 năm ngày mất lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 1700 năm 2023, 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu năm 1829 năm 2023 và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc năm 2013 năm 2023 với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc.